till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tank. Ok, đây là cái group của mình tạo ra cho anh em vào Zalo. Thì anh em nào mà muốn vào Zalo á, từ đường link group mình có để phần mô tả. Anh em chỉ cần click vào xin vào là được. Hệ thống sẽ tự động auto duyệt cho anh em. Anh em có nhu cầu thanh lý mua bán tài khoản nick đăng ký ảo, chỉ cập ngay web nick247.vn. Shop có các dịch vụ như là dịch vụ game Ngọc Rồng, dịch vụ game Liên Quân Mobile. Có Liên Quân Mobile thì có nhận cày thuê cho anh em. Còn Ngọc Rồng thì có làm nhiệm vụ thuê ướp điện tử, ướp sức mạnh điện tử, ướp sức mạnh sư phụ, ướp thuê Zalarat và có một bán vàng. Thì hiện tại shop chỉ bán vàng server 6 với hệ số là cao nhất cho anh em, đó là 4.8. Với 20k thì anh em sẽ có 96 triệu vàng. Và shop nạp thẻ thì không bị trừ chiết khấu nha anh em. Nạp thẻ 3 giây là anh em sẽ nhận được tiền. Ngoài ra thì shop còn có các dịch vụ như là bán nến Ngọc Rồng, Liên Quân, nến sơ sinh có đệ tử và bán đồ Ngọc Rồng. Ngoài ra còn có các random thử vòng may, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, Liên Quân và Ngọc Rồng. Và vì shop nick mình mới mở cho nên nguồn ạc còn hạn chế. Anh em nào mà có nguồn nick Ngọc Rồng cũng như là Liên Quân số lượng lớn thì hãy inbox trực tiếp cho mình để có thể được mở tài khoản cộng tác viên. Và mình cũng đang có nhu cầu là tuyển 50 slot cộng tác viên cho shop. Anh em nào có thiện chí hay inbox trực tiếp cho Zalo số điện thoại của mình hoặc thông qua fanpage trên shop để được hỗ trợ. Hello, xin chào anh em quay trở lại kênh Control 47 TV của mình. Trước khi vào clip thì mình xin em bỏ ra vài giây để giúp mình một nút đăng ký kênh, một like, một comment và một chia sẻ để giúp kênh mình mau chóng đạt được 1.000 sub. Và anh em đừng quên là hãy để lại một comment dấu chấm dấu phẩy ở dưới mỗi video mới nhất của mình để tham gia cái tờ quay thưởng random. Thì phần thưởng là 200 triệu vàng hoặc có thể là 20k kẹt cũng như là ngọc hay là nick random gì đó. Nói chung là phần thưởng là ngẫu nhiên nhưng mà chắc chắn 100% là anh em ai mà quay trúng thì inbox mình thì sẽ nhận được quà. Và anh em nào có nhu cầu mua bán thanh lý vàng hoặc là nick thì hãy truy cập ngay web nickvip247.vn. Đây là web mình mới mở, cũng mong là anh em sẽ ủng hộ. Web có các danh mục như là bán nến Ngọc Rồng, bán nến sơ sinh có đệ tử, bán vàng làm nhiệm vụ, up ekip, vân vân và vân vân. Ngoài ra thì còn có bán nến Liên Quân cũng như random Ngọc Rồng Liên Quân nữa anh em ạ. Và shop nạp tiền là không trừ chiết khấu, anh em nạp 100k kẹt thì sẽ được 100k tiền web. Do là shop còn mới mở cho nên cái nguồn nick nó còn hạn chế. Nhân tiện thì mình cũng tuyển một số lượng lớn cộng tác viên cho shop của mình, thì có thể là cộng tác viên bán đồ hoặc là treo nick Ngọc Rồng tầm trung, sơ sinh có đệ tử, cũng như là nick Liên Quân, random Liên Quân, Ngọc Rồng. Thì nếu mà shop phát triển thì mình sẽ mở thêm một V5 và random V5 nữa. Cũng mong là sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh em. Và mình cảm ơn anh em trong thời gian qua rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh mình, giúp kênh mình đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ đầu tư lại cái con hàng Control 47 này. Thì đầu tiên mình sẽ bay về nhà để show hành trang và rương đồ cho anh em xem. Mình sẽ bắt đầu cày ở con này từ một cái vị trí đó là tầm trung. Nếu mà thang 100 thì sẽ là tầm 20-30, chứ không phải là thang số 0, bởi vì nó cũng khá là đầy đủ rồi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ xem rương đồ trước. Thì trong rương nó cũng không còn gì đâu em, vài viên sofa lê, cái radar tinh ấn ngày lúc update nó còn. Thì mình cũng còn vài trăm thỏi vàng, 500-600 thỏi vàng đồ á. Anh em nào muốn mua vàng thì inbox trực tiếp cho Zalo số điện thoại mình nha. Giá vàng hiện tại là X5K7 kẹt và X7 ví. Nếu mà anh em mua nhiều thì sẽ tăng chấm nha anh em. Đây thì hành trang và rương đồ nó chỉ có thế thôi. Hành trang thì nhiệm vụ sơn cấp 1. Bây giờ mình sẽ up sức mạnh trước, rồi sau này mới làm nhiệm vụ sau. Hành trang thì cũng như với clip trước, mình đang mang trên người là một set phản. Radar thì cũng là set phản set thương luôn. Con này đi kích super thì lại ngon nha. Đây thêm cái cây trang 2 tỷ, cây trang đẹp trai. Đây cái avatar mình mua giảm giá 99 ngọc nữa. Thêm hai cái bí kíp vừa up Zalarat. Bữa sau thì mình sẽ làm riêng cái clip up Zalarat cho anh em xem luôn. Up bằng chính con nick này. Chỉ số thì cũng gần full hết rồi. Mình thì mình chơi HP cho nên cái mà 15% sát thương biến hình này cũng không có ý nghĩa lắm. Bữa sau mình sẽ làm clip riêng đổi nội tại với lại đi nâng skill luôn. Mình thì nâng bằng tiềm năng trước đi, vì dường dư tới 11 tỷ tiềm năng rồi mà anh em. Đây về còn về phần con đệ tử á, thì con đệ tử này chỉ số của nó cũng khá là lỗi. Mình đang mặc cho nó là full đồ tiềm năng, phối thêm cái radar 10% hút máu với lại cái gian sức đánh nữa, thì việc đó sẽ làm cho nó bất tử, cộng thêm cái trang sinh con. Skill thì ultimate 7 tới tạo năng lượng, sức mạnh 20 tỷ nhưng mà giáp thì lại 1k5.
chỉ số thấy nó lỗi lỗi sao anh em, thì kỳ HP nó tăng cũng đều á, nhưng mà giá thì lại tăng cao quá, không biết là nó mắc được cái chỉ số HP hay không. Thì con nít này mình chơi HP mà. Nói chung thì bây giờ mình sẽ tập trung up sức mạnh cho sư phụ và thầy tử, cho nên đồ cũng thế là ổn áp rồi. Còn chừng nào mà nó lên sức mạnh cao mà nó bắt đầu mua đồ HP, chứ mua thêm set sức đánh nữa. Chủ yếu là cho nó làm nhiệm vụ chỉ nhanh thôi, HP xong rồi sức đánh thì làm nhiệm vụ nó sẽ nhanh hơn. Nếu anh em chơi HP thì anh em tự xét xong anh em đứng nhìn thì nó khá là làm nhiệm vụ khá là lâu, tự xét săn được con boss xong rồi đứng nhìn ngoài kia săn con boss tiếp theo. Còn nếu mà anh em có thêm set sức đánh nữa thì anh em bơm ăn con boss xong rồi anh em thay set sức đánh vô chaos có thể là sẽ ăn được cũng nên. Bây giờ mình sẽ mua capsule và bay qua bên này Mori để mở giới hạn cho con đệ tử cũng như là sư phụ. Do cái lúc nãy mình làm clip vội quá, mình quên chưa có chuyển ngọc vào cái nick này, cho nên là bây giờ chỉ còn 500 mấy ngọc thôi. Mở cho sư phụ với lại con đệ tử một nấc thôi, nâng trở lên một nấc thôi, 200 ngọc. Còn 300 ngọc còn lại thì mình sẽ để mua bồ up, rồi ngày mai mình sẽ chuyển ngọc vào mở nâng lên full luôn. Đây mình sẽ nâng lên nâng giới hạn sức mạnh lên bản thân lên 25 tỷ này, để mình nâng lên 25 tỷ. Để xem bây giờ sức mạnh của mình là bao nhiêu rồi. Bây giờ sức mạnh của mình đang là 19 tỷ 6, có là nghĩa là lên 19 tỷ 9 nó sẽ mắc. Giờ chúng ta phải nâng lên là 25 tỷ. Còn đệ tử thì phải nâng lên giới hạn 30 tỷ, nếu không thì 25 tỷ nó sẽ mắc. Để mình hiện tại là 20 tỷ rồi, để nâng với cái chỉ số nó lên đều anh em. Thấy vải liền ra nó tím thế, nâng sức mạnh bắt phải 19 tỷ 9 mới nâng được. Nhưng mà nâng bằng ngọc thì anh em bao nhiêu sức mạnh em cũng nâng được hết nha. Đấy đúng là game hút máu lắm anh em ạ. Bây giờ tới nâng cho con đệ tử. Cái thì mình đã mở cho con đệ tử rồi. Bây giờ mình sẽ bay qua bên tương lai để mà qua bên siêu thị. Đầu tiên là qua bên siêu thị mobile, sau đó thì sẽ qua bên tương lai để treo up đệ tử. Vì đây là mình chỉ test làm clip thôi nên mình sẽ dùng bộ 1 giờ và sau mình sẽ mua thêm bộ 1 tháng và treo up. Tạm thời bây giờ chưa có tiền nên cứ như vậy trước đi đã. Có nhiều xài nhiêu, cây nhà lá vườn mà anh em. Ủa, có bạn nhận ra mình chào mình à? Để mình chào lại bạn đó, chào lại cho nó lịch sự rồi. Mobile phát xong chào lại nè. Em đứng đó chờ xíu đi. Đây thấy chưa? Chào, chào là nó xin tiền mà. Nhìn là biết, biết cái màu rồi. Nó chào xong rồi nó sẽ xin tiền. Cho nó nhiêu nhờ? 15 triệu đi. Nghèo mình có nhiêu, mình cho nhiêu đi anh em. Mình cũng không có để xài nữa, mình đi cho người ta cho nhiều sao được. Đấy, cho của ít lòng nhiều là được rồi, quá hạnh phúc rồi còn đợi gì nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua rừng Bamboo. À nhầm, đi qua siêu thị trước chứ mình quên, đi mua đậu nữa. Hết đậu rồi, phải qua siêu thị mua đậu với ớt đệ được anh em ạ. Thì đang trong cái thời kỳ lạm phát nên giá đậu rất là đắt anh em ạ. Nó không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình nhớ ít 19 viên đậu sáo chỉ có mười mấy 20 triệu thôi. Mà bây giờ 45 viên đậu sáo nó treo lên 70-80 triệu rồi. Mà đứa nào cũng treo như thế. Nó xài cái tool mà nó treo kính ký gửi luôn mà, nó không cho mình ký gửi mà anh em. Ký kính luôn mấy cái mặt hàng mà linh tinh này, treo full luôn, treo toàn ba cái thứ điên điên khùng không à, mà giá rất là cao. Đấy nãy giờ anh em thấy mình lướt không, toàn là capsule kỳ bí và lại vài viên đậu mà giá toàn mấy chục triệu trở lên. Capsule kỳ bí thì mười mấy viên mà đã 40 mấy triệu rồi, nó treo như thế thì hỏi sao mà game không nát được. AD không biết là dịch ngọc rồng mà cho ký gửi thì cố cất mà ký gửi được ngọc rồng, không còn chỗ để mà ký luôn. Đây thì nếu mà đéo bán đậu thì thôi, mình vào của mẹ nó đây mình mua luôn. Thì trong đây á, là mình mua bằng ngọc 10 viên 30 viên đậu cấp 5 thì sẽ là 10 ngọc. Thì mình mua tầm 30 ngọc là đủ 90 viên là up được rồi. Thì cái này á, là nó sẽ theo cái cây đậu nhà anh em mà xuống một cấp. Ví dụ cây đậu nhà anh em là đậu 6 đi, thì trong này nó sẽ bán cho anh em nó là đậu 5. Nhưng thôi kệ không sao, rẻ hơn trong số có mấy lần là được rồi. Bây giờ để mình chạy đi kiếm thằng Credit và qua bên tương lai test up đệ tử thử xem là sẽ được bao nhiêu tiềm năng trong cái lúc mà nó đang x2 cộng nhiệm vụ đệ tử này. Đây tăng tốc luôn cho anh em khỏi phải chờ đợi. Mình đối với con đệ tử này thì mình sẽ up cho nó là ở map sân 2. Mình thì lâu rồi cũng chưa up đệ tử nên không biết là với con đệ tử này thì up sân 2 hay sân 3 thì tiềm năng nó sẽ nhiều hơn nữa. Để test thử luôn. Em sẽ cho nó bảo vệ đi. Bảo vệ thì được tầm 57k tiềm năng. Con chim trưởng thì được thêm 20 mấy k tiềm năng nữa.
update tử này con chim lợi hơn khiên nhiều nha anh em. Nói luôn để cho mấy anh em không biết, mấy anh em cứ tưởng mở ra chim là phế, nhưng thực ra chim nó còn ngon hơn con, còn ngon hơn cái khiên gấp mấy lần. Khiên có làm được gì đâu, để có chết ra mà cần dùng khiên. Trong khi đó có con chim thì nó sẽ đánh giùm anh em, đánh quái cho lúc anh em có kỳ tử nó sẽ cộng thêm tiềm năng mà lúc con chim đánh. Cái thì để bây giờ mình sẽ qua bên sinh 3 để test tiềm năng xem như thế nào, xem tiềm năng là được bao nhiêu. Nó được tầm 65-68k tiềm năng anh em ạ. Vậy với con đệ tử của mình sức mạnh như thế này thì khi up ở sinh 3 thì cái lượng tiềm năng của nó sẽ tăng nhiều hơn là khi mà up ở map sinh 2. Đây cũng là một cái mẹo nhỏ dành cho anh em để chọn cái map up đệ tử mà lên sức mạnh nhanh nhất. Thì vào clip sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em up ở map nào lên nhanh đối với từng con đệ tử. Ok, thì clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Anh em nào thấy hay vui lòng để cho một like, đăng ký kênh, một chia sẻ cũng như là một bình luận để lại giúp kênh mình tăng tương tác. Thì mỗi bình luận của anh em sẽ là nguồn động lực to lớn đối với mình, và anh em còn có cơ hội tham gia cái bộ quay event quay thưởng ngẫu nhiên cho mỗi clip và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra để xem video của mình. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình người thân và tràn đầy sức khỏe. Và đừng quên là hãy để lại ý tưởng làm video tiếp theo của anh em dưới mỗi video của mình, như là làm về game Liên Quân, Free Fire hay là các game khác. Cảm ơn anh em rất nhiều.